Đọc bài bài 39, bài cây cây cao và cái cầu đúng không? Giờ Thảo Ngọc viết chữ cây cao và cái chữ cái cầu vô trong cái hai tờ giấy mẹ đưa ha. Rồi sau đó mình chơi trò chơi. Rồi cây cao. Rồi cây cao. Cái cầu. Dấu huyền chứ không phải dấu sắc. Đó là dấu sắc rồi. Dấu sắc là gì cơ? Câu sắc gì? Cấu. Sao cấu cái cấu à? Rồi, bây giờ mẹ sẽ đưa con một tờ giấy, con viết một chữ bất kỳ mà con thích nha. Luôn. Dạ. Rồi giờ con viết một cái từ chỉ đồ vật hay con vật hay cái gì mà con thích. Con muốn viết chữ gì? Dạ. Mèo con. Viết chữ mèo phải không? Mèo con. Mèo con rồi, viết chữ mèo con này. Mèo con. Rồi mèo con. Giờ mình có ba chữ rồi, chữ gì với chữ gì đâu, đưa mẹ coi coi. Chữ này chữ gì? Mèo con. Mèo con. Còn chữ này. Cây cao. Đúng rồi, còn cái chữ nào nữa đâu rồi? Còn một chữ nữa. Nè. Nè. Cái cầu. Chữ cái cầu ha. Giờ mẹ với Thảo Ngọc chơi trò chơi là mẹ hỏi con trả lời. Giờ cầm chữ này trước đi. Thôi giờ mình bốc thăm trước ha. Bây giờ chơi đố chữ bắt cười là biết chơi sao không? Mình sẽ viết những thôi chữ. Vậy nè. Giờ nghe mẹ nói, giờ mình chơi cái trò này trước còn trò của con mình chơi sao. Nha. Bây giờ có ba cái chữ đó, mẹ sẽ hỏi Thảo Ngọc một câu. Thảo Ngọc trả lời bằng cách cầm cái chữ đó lên đọc nha. Ví dụ như mẹ hỏi là sáng nay con ăn gì? Rồi bóc một chữ lên. Rồi đọc lên chữ đó chữ gì? Trả lời sáng nay con ăn cá trồng. Sáng nay con ăn cái cầu. Cái cầu. Rồi tiếp tục câu hỏi khác nha. Con anh viết thêm chữ. Rồi còn lại hai chữ ha. Rồi mẹ hỏi nè, sáng nay ai chở con đi học? Rồi bóc một chữ lên. Mèo con. Đọc lên. Sáng nay con mèo con chở con đi học á. Rồi tiếp tục nha. Còn một chữ nữa. Đây, nghe mẹ hỏi nè. Ở trường á, con ra căng tin con mua cái gì con chơi? Cây cao. Không, vô chữ lên coi. Cây cao. Trường có bán cây cao luôn. Vui không? Vui. Rồi. Viết thêm vài chữ thôi. Thôi giờ mình đọc bài đi rồi sao xong rồi xíu rồi mình chơi tiếp ha. Vậy là hôm nay con học bài cây cầu và cái cầu này, giờ mình đọc ôn lại bài của ngày hôm nay đi. Dạ. Ao ao cỡ cầu cây cao. Ố ao cỡ cầu quyền cầu cái cầu. Ao ao rau rau. Ai ai cãi cãi hỏi cãi rau cãi. Ao ao là e u au. L ao lau. Ớ u ứ i ớ i ai. Sợ ai say nặng sậy lau sậy. Ớ u ao chợ ao châu. Ớ u ao chợ ao châu sách cáo châu cháu. Eo eo sao sao. Sách sáo. Ớ u ao sao sao nặng sậu sáo sậu. Chào màu có áo màu nâu. Cứ mùa ổi tới từ đâu bay về bà cháu. Rồi. Hay quá. Bây giờ mình bạn có thể làm giống mình nha. Giờ mình sẽ